Hãy để tôi nói một điều mà có thể các bạn đã biết, đó là thế giới này không màu hồng như các bạn nghĩ. Nó là một nơi tàn khốc và bẩn thỉu, và cho dù bạn mạnh mẽ thế nào thì nó cũng sẽ đánh gục bạn cho đến khi bạn khuỵu xuống. Và cứ như vậy, nếu như bạn đầu hàng, bạn, tôi hay bất cứ ai đều không thể có những cú đánh hiểm ác bằng cuộc đời. Nhưng việc bạn có thể ra đòn mạnh như thế nào không quan trọng. Quan trọng là bạn cứng rắn đến đâu để chịu đựng được những cú đòn đó và tiếp tục đứng lên. Đó là cách của những người chiến thắng. Cơn đau chỉ là tạm thời, nó có thể kéo dài 1 phút, 1 giờ, 1 ngày hay thậm chí là cả năm. Nhưng đến cuối cùng, nó cũng sẽ qua đi. Tuy nhiên, nếu chúng ta bỏ cuộc, cơn đau sẽ kéo dài mãi mãi. Ranh giới để bạn mắc lỗi rất mong manh. Một nửa bước chân quá trễ hoặc quá sớm và bạn sẽ không thành công. Một nửa giây quá nhanh hoặc quá chậm, bạn sẽ vụt mất cơ hội. Những khoảnh khắc chúng ta cần luôn ở xung quanh chúng ta. Chúng ở trong mỗi giờ của các trận đấu, trong từng phút, trong từng giây. Nếu bạn có một ước mơ, bạn phải bảo vệ nó. Những người mà chẳng bao giờ làm được việc gì bằng chính sức lực của họ sẽ nói với bạn rằng bạn không thể làm được. Nếu bạn muốn điều gì, hãy giành lấy điều đó. Chấm hết. Đừng sợ thất bại, bạn không phải lúc nào cũng chiến thắng. Đừng sợ đưa ra quyết định, bạn phải tin rằng điều khác biệt có thể xảy ra. Có người nói rằng tôi có thể, và cũng có người nói rằng tôi không thể, và cả hai đều đúng. Đa phần các bạn đều nói rằng các bạn muốn trở nên thành đạt, nhưng bạn không muốn nó một cách điên cuồng. Các bạn chỉ hơi muốn điều đó thôi. Bạn không khát khao nó bằng việc bạn muốn đi tiệc tùng. Bạn không muốn nó nhiều bằng việc bạn muốn trở nên sành điệu. Phần lớn các bạn không muốn thành công như là bạn muốn ngủ. Bạn phải đào sâu hơn nữa trong chính tâm hồn bạn, và phải hỏi bản thân rằng bạn muốn trở thành ai. Hãy tìm cho bản thân bạn điều gì làm bạn hạnh phúc. Cho dù điều đó có thể nghe điên rồ với những người khác, hãy đưa ra lựa chọn. Hãy quyết định bạn sẽ trở thành ai và bạn sẽ làm gì để đạt được điều đó. Hãy quyết định đi. Tại sao không? Tại sao không thể là một vận động viên xuất sắc của liên đoàn? Tại sao tôi không phải là một nhân viên ưu tú của công ty? Hay đơn giản thôi, tại sao tôi không thể làm được những điều mà tôi mong muốn? Hãy trả lời xem bạn đã thực sự quyết tâm chưa? Bạn đã làm điều đó một cách nghiêm túc hay chưa? Bạn đã giới hạn bản thân ở một phạm vi nào đó mà chưa thể thoát ra được vùng an toàn của chính mình? Hay là bạn chưa từng một lần dám nghĩ đến việc mình sẽ làm điều đó để đạt được điều mình muốn? Việc bạn làm điều đó như thế nào không quan trọng. Quan trọng là bạn cứng rắn đến đâu và chịu được những cú ra đòn và tiếp tục đứng lên, đứng dậy và đừng bao giờ từ bỏ. Chúng ta có thể nằm đây, bị đánh gục một cách nhục nhã, hoặc chúng ta có thể chiến đấu tìm lại đường về phía ánh sáng. Chúng ta có thể treo và thoát khỏi địa ngục từng cm một, sẵn sàng vào bất cứ thời điểm nào, hy sinh cái bạn đang có cho cái bạn sẽ trở thành. Đa số các bạn không thành công vì bạn đang học tập, bạn cảm thấy mệt mỏi và bạn bỏ cuộc. Mình không giỏi toán. Bạn nói đúng, bởi vì bạn chưa bao giờ chịu học cả. Mình cũng không giỏi văn, vì trước giờ bạn chưa từng tập viết. Đừng trông chờ vào năng khiếu. Kỹ năng chỉ có thể được hình thành bởi hàng giờ và hàng giờ đồng hồ luyện tập. Nếu bạn không làm cho cuộc sống của ai đó tốt hơn, bạn đang lãng phí thời gian của chính mình. Đừng khóc để rồi từ bỏ, hãy khóc để tiếp tục tiến lên phía trước. Đừng khóc để bỏ cuộc, bạn đã ở trong đau đớn rồi. Hãy lấy phần thưởng từ việc tổn thương đó đi. Bây giờ bạn biết rằng mình xứng đáng, hãy đi giành lấy những điều xứng đáng thuộc về bạn. Mỗi ngày là một ngày mới, mỗi khoảnh khắc là một khoảnh khắc mới. Bây giờ lúc bạn cho mọi người thấy được, bạn làm con người khác biệt, làm ngay đi. Trong chính bạn, bạn là con người có sức mạnh. Sức mạnh để chế tạo ra các cỗ máy, sức mạnh tạo ra niềm hạnh phúc. Chính loài người chúng ta có sức mạnh khiến cho cuộc đời này tự do và đẹp đẽ, khiến cuộc đời này trở thành một hành trình tuyệt vời. Ngay lúc này, bạn sẽ làm gì? Hãy dám ước mơ và dám thực hiện.